Chương 621, làm sao anh biết? Lê Văn Vân ăn nói rất hống hách, ngang ngược khiến người khác hoàn toàn không tin. Lý Đạo Nhiên là ai cơ chứ? Mặc dù bây giờ ông ta dần lùi về sau, nhưng ông ta vẫn là một trong những nhân vật làm mưa làm gió ở Yên Kinh. Câu nói này của Lê Văn Vân quả ngông cuồng, ý anh là Lý Đạo Nhiên phải quỳ xuống nói chuyện trước mặt anh, trông Lê Văn Vân chưa tới 30 tuổi thì anh dựa vào cái gì mà nói như vậy, ai mà tin cơ chứ? lý thiên lượng nhìn chằm chằm lê văn vân ngược lại lúc này anh ta đã bình tĩnh hơn nhiều sau đó thu hồi gậy bóng chảy ở trong tay lạnh nhạt nói tự anh xem mà làm đi bây giờ anh không chỉ sỉ nhục tối mà còn sỉ nhục cả ông nội tôi bây giờ nhân viên phục vụ khách sạn kia đang đau đầu anh ta đang bị kẹp giữa hai người ban đầu anh ta định lợi dụng lý thiên lượng để kiếm được gấp bội khoản tiền đó rồi bảo đám người lê văn vân rời đi còn tình hình bây giờ Lê Văn Vân hoàn toàn không đồng ý cách làm này của anh ta, bởi vì anh cũng không phải là người thiếu tiền. Thấy anh ta không trả lời, Lê Văn Vân lại nhìn Lý Thiên Lượng hỏi, anh là con của Lý Hàng, Lý Lợi hay Lý Phong? Lý Thiên Lượng cười khẩy, liên quan gì đến anh? Nhân viên khách sạn vội tiến lên nói, anh ấy là cậu chủ nhà Lý Lợi. Audio điện tử võ tấn bền Lê Văn Vân vui vẻ, rồi trên mặt cười như không cười nói, bây giờ thi thể của ông già cậu vẫn chưa lạnh đúng không? Vậy mà cậu đã chạy ra ngoài tán gái, nếu tôi là lý lợi, biết sinh ra một đứa con như vậy, tôi sẽ mở nắp quan tài mà bỏ dậy đấy. Câu nói của Lê Văn Vân nói khiến cả người Lý Thiên Lượng đều hơi bất ổn, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói, làm sao anh biết? Nhà họ Lý che giấu rất kín về cái chết của Lý Lợi và Lý Đông Giã. Trên thực tế, bây giờ nội bộ nhà họ Lý đang rổi như tơ vò, bởi vì Lý Phong đá Lý Lợi ra chắn một sao, khiến Lý Lợi bị Lê Văn Vân chém chết, rồi sau đó Lý Đông Giã đã chỉ đích danh muốn cướp quyền lợi hiện tại của Lý Phong, nhưng quyền lợi sẽ vào tay ai đây? Trong thế hệ thứ hai, chỉ có một người đàn ông, đó chính là Lý Hàng. Trong thế hệ thứ hai, Lý Hàng đứng thứ ba, cũng chính là con thứ ba của nhà họ Lý. Nhưng bây giờ Lý Đông Giã đã chết, bên phía người gác đêm cũng không xử lý mấy người Lý đạo nhiên, tất nhiên Lý Phong cũng không muốn tùy ý nhường lại như vậy, cho dù bây giờ Lý Đạo Nhiên cũng ủng hộ Lý Hàng. Nhưng trong nhà họ Lý, Lý Phong đã sớm ăn sâu bén dễ rồi, nên ông ta không muốn nhường lại, bây giờ hai người đang tranh giành ở trong nhà, thậm chí còn ở Mỹ đòi phân chia. Bởi vì Lý lợi chết, nên con trai Lý thiên lượng của ông ta chẳng được ai hỏi thăm. Đương nhiên làm con cháu nhà họ Lý, anh ta vẫn sẽ không thiếu tiền tiêu lê văn vân cười hì hì nhìn lý thiên lượng đáp tôi làm sao mà biết à bởi vì tôi tận mắt nhìn thấy à đúng rồi tôi còn nhìn thấy lý đông giã chết ngay trước mặt tôi anh cũng biết lý đông giã chứ nhìn thấy vẻ mặt cười híp mắt của lê văn vân lúc này chán lý thiên lượng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh anh ta nhìn chằm chằm lê văn vân lê văn vân nói tiếp nhắc đến thì tôi và nhà họ lý các anh còn có chút mâu thuẫn đợi lần này trở về yên kinh rồi Tôi sẽ giải quyết chút mâu thuẫn đó, anh có thể gọi điện hỏi Lý Đạo Nhiên thử xem tôi là ai." Dứt lời, anh lại nhắc nhở thêm một câu, "À đúng rồi, tôi tên là Lê Văn Vân." Chương 622, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Lý Thiên Lượng nghiến răng nói, "Ông nội, ở bên này cháu đã gặp một người, anh ta thật sự rất ngông cuồng, sau đó còn tự xưng mình là Lê Văn Vân." "Cái gì? Lê Văn Vân?" Lý Đạo Nhiên nhất thời biến sắc nói, "Cháu không nghe lầm đấy chứ?" Quả thật anh ta đã nói như thế mà, thoạt nhìn anh ta còn chưa tới 30 tuổi, trên người còn quấn không ít băng vải, hình như đang bị thương, Lý Thiên Lượng vội nói, cháu và bạn gái của cháu đã nảy sinh chút xung đột với anh ta. Xung đột ư? Bây giờ Lý Đạo Nhiên bỗng cảm thấy hơi đau đầu, ông ta vội nói, cháu mau xin lỗi cậu ta đi, tuyệt đối không được để cho cậu ta biết cháu là người của nhà họ Lý, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cách xa cậu ta một chút, biết chưa? lý thiên lượng nghe lý đạo nhiên nói thế thì nhất thời cảm thấy ra đầu tê dại sao anh ta có thể không nghe ra giọng điệu hoảng hốt và sợ hãi của lý đạo nhiên đối với lê văn vân cơ chứ như thể câu nói lý đạo nhiên cũng phải quỳ khi đứng trước mặt anh của lê văn vân không phải là lời nói đùa anh ta nuốt nước miếng sau đó gật đầu nói cháu biết rồi thiên lượng cháu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối đừng trêu chọc người này biết chưa lý đạo nhiên vội vàng căn dặn sau khi cúp điện thoại trên trán lý thiên lượng đã lấm tấm mồ hôi cả người run rẩy đi tới trước mặt hà đình hà đình nhìn thấy lý thiên lượng thay đổi như vậy thì tâm trạng đã rơi xuống đáy vực lê văn vân và phạm nhược tuyết vẫn ngồi ở bên đó phạm nhược tuyết vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng còn lê văn vân thì ý cười trên mặt ngày càng nồng đập anh gác tay qua bên cạnh sau đó bắt chéo chân dáng vẻ cợt nhã sao rồi mặc dù trong lòng hà đình đã đoán được kết cục nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi em mau xin lỗi người ta đi, nhanh lên, Lý Thiên Lượng liếc nhìn Hà Đình nói. Đồng thời trong lòng cũng hơi bất đắc dĩ, ai mà ngờ rằng, người ta lại có địa vị cao như vậy, anh ta vốn cũng suy đoán rằng người này chỉ là một tên nhà giàu mới nổi. Chỉ là một tên nhà giàu mới nổi, nên anh ta muốn xử trí thế nào là chuyện dễ như trở bàn tay. Hà Đình ngẩn người, nhưng rõ ràng cô ta cũng không phải là người phụ nữ não tàn đến mức hết thuốc chữa. Thế là cô ta vội vàng đi tới trước mặt hai người Lê Văn Vân, sau đó cúi thấp người nói anh lê văn vân tôi thành thật xin lỗi lúc nãy là do tội lỗ mãng không thể không nói hà đình này vẫn có chút tâm cơ lúc cô ta nói lời xin lỗi còn cố ý không có che cổ áo của mình mà vị trí củi người xuống cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng khiến lê văn vân vừa liếc mắt nhìn qua đó đã có thể nhìn thấy bộ ngực trắng như tuyết và khe rãnh sâu thẳm kia vóc dáng ngon đấy trong lòng lê văn vân ngạc nhiên nói Tất nhiên Phạm Nhược Tuyết cũng chú ý tới cảnh tượng này, cô nhíu mày nói: "Cô mau cút đi đi, đừng có đứng đây làm tôi chướng mắt." Nghe thấy câu này, Hà Đình vui vẻ, vội vàng đứng dậy, cô ta chạy một mạch tới bên cạnh Lý Thiên Lượng nói: "Chúng ta mau đi thôi." Tất nhiên Lý Thiên Lượng cũng không dám ở lại, người này còn khiến Lý Đạo Nhiên sợ hãi thì anh ta nào dám trêu chọc. Anh ta lại ngồi lên xe lần nữa, không dám nán lại một chút nào mà lái xe rời đi lúc này chỉ còn lại nhân viên phục vụ khách sạn với vẻ mặt xấu hổ và sợ hãi. chương 623, thế nào, bọn họ rất đẹp trai đúng không? Chuyện này có thể xem như một nốt nhạc đệm không lớn không nhỏ, sau khi Phạm Nhược Tuyết đi vào, Lê Văn Vân cũng không quay lại, quả thật bên trong có hơi ồn ào, nên Lê Văn Vân định ngồi ở bên ngoài thêm lát nữa. Đồng thời trong lòng cũng hơi mong đợi, có lẽ buổi tối mấy người Lý Thu và Cố Bạch sẽ tới noi đến lúc đó tiểu đội 11.762, bây giờ chỉ còn lại 5 người còn sống đã được tập hợp đầy đủ. Cộng thêm thành viên ngoại biên phạm nhược tuyết nữa là người thứ 6. Một tiểu đội quân tiên phong phải có đầy đủ 12 người. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Lê Văn Vân vẫn còn định tập hợp đầy đủ 12 người. Bởi vì có mấy người Lê Văn Vân, Hoàng Thị Kỳ, cho nên tiểu đội của bọn họ chỉ có thể đi làm tiểu đội quân tiên phong. Hiện tại, ngô nghiêu cũng có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân của bọn họ có lẽ khương vĩ cũng có tác dụng lê văn vân hiểu rõ con người khương vĩ người này phản ứng nhanh nhẹn đầu óc thông minh hơn nữa vương hồng cũng đã nói sẽ đào tạo khương vĩ đến lúc đó sức chiến đấu của bản thân sẽ không còn quan trọng như vậy nữa đương nhiên cụ thể có được hay không thì còn phải xem sau này khương vĩ phát triển như thế nào còn hai người đỗ tịch tịch và trần hiểu nguyệt thì bọn họ đều không theo kịp tiến độ hơn nữa Lê Văn Vân đưa bọn họ đến người gác đêm là vì bản thân Trần Hiểu Nguyệt có đầy đủ tố chất, còn Đỗ Tịch Tịch là tự chủ động muốn gia nhập. Nếu đến lúc đó chiến tranh nổ ra, Lê Văn Vân sẽ không để cho hai cô gái này bước ra chiến trường. Trong lúc Lê Văn Vân đang mải mê suy nghĩ ở bên này thì có một người lặng lẽ dùng ngón tay chọc vào người anh. Lê Văn Vân quay đầu lại, phát hiện ra Lý giai Dao đang đỏ mặt đứng sau lưng anh. Cô ấy vẫn buộc tóc đuôi ngựa như trước kia, gương mặt đỏ bừng hình như đã uống chút rượu từ trước đến nay lý giai giao chưa từng tạo kiểu tóc huống chi là đi tìm nhà tạo mẫu tóc bình thường cô ấy sẽ để tóc mọc dài ra ở trong thị trấn có một chỗ chuyên mua lại tóc sau đó cô ấy sẽ cắt ngắn đi một khúc khúc tóc đó có thể mang đi làm tóc giả hay gì đó mà lý giai giao cũng có thể bán được chút tiền để phụ giúp chi tiêu trong gia đình anh lê văn vân em có thể ngồi cạnh anh được không mặc dù đã buông bỏ lòng phòng bị với đối lê văn vân nhưng Lý Giai Giao vẫn hơi e thẹn, tự ti. Qua mấy ngày quan sát, Lê Văn Vân phát hiện Lý Giai Giao luôn thích cái đầu. chương 624, chúng ta cũng đi tới Yên Kinh thôi. Nghe Lê Văn Vân nói thế, Lý Giai Giao liền cười khanh khách, rồi cô ấy chợt lên tiếng, sau khi em tốt nghiệp rồi, cũng muốn gia nhập vào đó. Dứt lời, cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân, rồi chớp mắt, tràn đầy mong đợi. Lê Văn Vân sửng sốt. Cô nhóc này, người gác đêm làm gì cô ấy còn chẳng biết, vậy mà cô ấy lại muốn gia nhập. Có lẽ hôm đó nhìn thấy một đám người mặc đồng phục đen kịt chỉnh tề, còn vác cả song đao, nên bị chấn động rồi đúng không? Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy nói, em đó, trước tiên em cứ ngoan ngoãn đọc sách đi, còn chuyện sau này thì để sau hắn nói. Ồ, trên mặt Lý Giai giao lộ ra vẻ thất vọng. Sau đó Lê Văn Vân lại bắt đầu khoác lác với cô ấy, chọc cô ấy cười đến mức vẻ mặt thất vọng ban nãy đã hoàn toàn biến mất, mà chỉ còn lại vẻ mặt tươi cười. Ăn chưa xong, không có ai chịu rời đi, đối với họ hàng của Lý Vân mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ đi tới khách sạn cao cấp như vậy, tất nhiên phải ở lại đây lâu thêm một chút, hơn nữa Lý Vân cũng đã nói với bọn họ, buổi tối có thể nghỉ ngơi tại đây, cũng có thể tắm suối nước nóng, cho nên mọi người đều mong đợi. Lê Văn Vân cũng không để tâm cho lắm, ăn cơm xong, anh và Phạm Nhược Tuyết cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì bọn họ đều là người ở trong thị trấn, đi tới đâu cũng có thể móc nối một số quan hệ, Hàn Phượng cũng có quen biết phần lớn họ hàng của Lý Vân, hơn nữa Hàn Phượng là bác sĩ, nên cũng được xem là người có tiếng tăm ở trong thị trấn. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Phượng, mặc dù Lý Vân đã uống say, nhưng bên này vẫn xem như duy trì được trật tự. Về phần bọn họ ở như thế nào thì Lê Văn Vân không hề hay biết, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, trước cửa khách sạn suối nước nóng bên Lý Vân và Lý Giai giao lần lượt đi tiến khách. Ánh mắt của mấy họ hàng bạn bè đó đều hơi phức tạp. Có mấy người là thật lòng chúc mừng Lý Vân sau này đã được sống tốt, nhưng cũng có người là ánh mắt mang theo vẻ ghen tị. Cho dù bọn họ phấn đấu cả đời, cũng chưa thể ra khỏi thị trấn, huống chi tới thành phố lớn như Yên Kinh để sinh sống. Cũng có mấy người ghen ghét, hoặc muốn nhờ và Lý Vân tìm công việc giúp. Bởi vì sự thay đổi của Lý Vân, mà mỗi họ hàng bạn bè đó đều có những cảm xúc khác nhau. Lê Văn Vân chứng kiến hết tất cả, trước mặt nhiều người, Lý Vân chỉ là một người bình thường, ông ta gần như đã sống trong thị trấn này hơn nửa cuộc đời, nên không thể nào cắt đứt quan hệ với người ở trong thị trấn và họ hàng của mình. Có thể tưởng tượng được, sau này ở Yên Kinh, chắc chắn sẽ có không ít người tới tìm Lý Vân để tìm việc giúp, hoặc vay tiền, hoặc nhờ và chuyện gì đó. Đương nhiên, mọi chuyện đều phải do một mình Lý Vân tự cân bằng, lê văn vân có thể cải thiện môi trường sống của ông ta chứ không thể nào làm chủ cuộc đời ông ta đợi tới khi mọi người đi về hết trên mặt lý vân mới nở nụ cười quả nhiên thế giới này là hiện thực ai cũng hy vọng có thể ngóc đầu lên mà sống tiếp và lý vân cũng là như thế chúng ta cũng đi tới yên kinh thôi lê văn vân cười nói lý vân gật gật đầu đồ đạc của bọn họ đều để ở trong cốp xe sau khi mọi người ngồi lên xe Phạm Nhược Tuyết liền lái xe rời đi, hơn 2 tiếng sau, bọn họ đã thuận lợi đi tới một trong những căn nhà mà Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết sinh sống ở Yên Kinh. Lê Văn Vân định để lại căn nhà này cho hai người, anh không tăng thẳng một căn biệt thự cho hai cha con bọn họ, dù sao thì làm vậy cũng hơi quá mức. Chương 625, Bách chiến bách thắng. Căn dặn hai cha con Lý Vân xong, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết liền rời đi. Lê Văn Vân định ngày mai mới dẫn Lý Vân tới địa điểm làm việc của ông ta để xem qua một chút. Anh biết, chắc chắn bọn họ sẽ không kịp thích ứng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Dù gì cũng từ nông thôn lên thành phố lớn, nên phải cần chút thời gian, đương nhiên, căn nhà mà Lê Văn Vân thu xếp cho mấy người Hàn Phượng cũng ở trong khu chung cư này, hơn nữa còn ở ngay dưới lầu hai cha con Lý Vân, đợi cả nhà Hàn Phượng dọn tới đây rồi, sau khi có người quen biết thì hai cha con sẽ thoải mái hơn nhiều. Lúc này Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đang lái xe tới một khách sạn. Anh muốn đi gặp ba đồng đội cũ của mình. Tối qua ba người đã tới nơi rồi, bây giờ bọn họ đang ở trong một khách sạn. Tầm 3 giờ chiều, Lê Văn Vân và Phạm Nhược Tuyết đã tới khách sạn, sau đó bọn họ đi thẳng lên lầu. Sau khi đi tới một căn phòng, Lê Văn Vân liền giơ tay lên gõ cửa. Tới đây, trong phòng vang lên một giọng nói chất phác, ngay sau đó, cửa phòng bỗng mở ra. Người mở cửa nhanh chóng chạy về phòng. Chuyện này là sao? Lê Văn Vân sờ mũi hỏi. Anh mở cửa ra đi vào trong, nhưng vừa mới bước vào, vành mắt đã hơi nóng lên. Ở trong phòng, ba người đều mặc đồng phục màu đen, đeo mặt nạ, lưng mang ba lô, vắt hai thanh đao một ngắn một dài, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào phòng, bọn họ bỗng dậm chân, đồng loạt cúi chào, sau đó người đứng bên cạnh nhất khẽ quát, người gác đêm số 12 Lý Thu. Người đứng bên cạnh anh ta cũng lên tiếng, người gác đêm số 15 cố bạch. Người gác đêm số 19, Trương Vãn Hà. Xuất lời, ba người cùng đồng thanh quát, thỉnh cầu quay về tiểu đội 11.762, mong đội trưởng phê duyệt. Nghe thấy những lời này, vành mắt Lê Văn Vân không khỏi nóng lên. Ban đầu tiểu đội 11.762 thành lập có 12 người, bây giờ nếu tính đủ, chỉ còn lại có 7 người. Trong đó đã bao gồm thành viên ngoại biên là Phạm Nhược Tuyết và số 69 hiện đang mất tích ở khu tội ác. Bây giờ người còn sống sót và ba người đã vào biên chế đều trở thành người nằm trong top 20 của người gác đêm. Nhìn thấy những người từng là chiến hữu này, Lê Văn Vân thở dài một hơi, sau đó anh chào lại nói, đồng ý. Vì mọi sự sống, kiếm đi tới đâu, tim đi tới đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 626, có người đẹp đi cùng không? Trương Văn Hà là cô gái duy nhất trong tiểu đội, lúc Lê Văn Vân rời đi, cô ấy vừa mới bước vào đỉnh cấp, vì lúc đó là nhiệm vụ bí mật, nên Lê Văn Vân chỉ lặng lẽ dẫn theo hai người mạnh nhất trong 1172 rời đi, còn mấy người khác đều ở lại tiểu đội. Nhưng trong mấy năm không có Lê Văn Vân ở đấy, 11.762 tan giá, bọn họ cũng được xếp vào mấy tiểu đội khác, có người chết trận, nên chỉ còn lại có ba người là còn sống sót. Ba người đều đi tới, ai cũng ôm trầm lấy Lê Văn Vân. Đối với tình trạng vết thương của Lê Văn Vân, bọn họ cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Thậm chí Lý Thu còn cười hì hì, chọc vào vết thương đang quấn băng gạt của Lê Văn Vân nói: "Đội trưởng, mụ nội nó, không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Ông đây nghe nói anh chiến đấu với hai siêu cấp, rồi rứt khoát chém chết một người, còn người kia thì bị thương đúng không? Cố bạch mắng, khốn kiếp!" đến chừng nào tôi mới có thể đạt tới siêu cấp đây. Trương Văn Hà cũng gật đầu nói, đúng đó, tôi đã gặp vân đạo tử kia rồi, ông ta bị đưa tới ngục giam của người gác đêm rồi, trước khi tôi tới Yên Kinh, đã cố ý đến gặp mặt ông ta, rồi đánh ông ta một trận như tử, quả thật mùi vị đánh siêu cấp rất sảng khoái. Trương Vãn Hà tùy ý nói, lúc nói cũng chẳng bận tâm, trông hơi giống nam giới. Nghe Trương Vãn Hà nói thế, Lý Thu thở dài một hơi nói, Vãn Hà à, đã lâu không gặp như vậy, thế mà cô vẫn giống y hệt đàn ông, cô như vậy khiến tôi rất lo lắng, ngộ nhỡ sau này cô không gả đi được rồi ép ông đây cưới cô thì tôi phải làm sao đây? Nếu so với Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết thì Trương Vãn Hà trông bình thường hơn rất nhiều, chỉ có thể xem là một cô gái bình thường, tuổi tác cũng tương đương với Lê Văn Vân, cũng gia nhập vào người gác đêm cùng với mấy người Lê Văn Vân. Trương Vãn Hà nghe Lý Thu nói thế thì trừng mắt nói, "Lý Thu, đừng nói bà đây bắt nạt anh." bây giờ chúng ta ra ngoài tập luyện đi, để xem bà đây có đánh chết anh không. Lão đại cứu tôi, Lý Thu trốn qua bên cạnh Lê Văn Vân. Mặc dù Lý Thu là người có xếp hạng cao nhất trong số ba người, nhưng giá trị vũ lực của bản thân anh ta lại không được, mà chỉ là cao cấp, thậm chí còn chưa đạt tới trình độ đỉnh cấp. Anh ta là dựa vào tay súng ngắm chuẩn xác mới đứng thứ 12 trong người gác đêm. Đương nhiên, bàn về tác dụng giết địch thì vào một số thời điểm, tác dụng của anh ta còn mạnh hơn cả Hoàng thị Kỳ, thậm chí là hơn Lê Văn Vân rất nhiều. Thấy nhiều năm không gặp như vậy mà tình cảm của mọi người vẫn không có gì thay đổi, khóe miệng Lê Văn Vân không khỏi tươi cười. "Được rồi, mọi người sửa sang lại tí đi, rồi chúng ta ra ngoài đi dạo một lát, tối nay tôi sẽ mời mọi người đi ăn." Lê Văn Vân nói. Cố Bạch hơi sáng mắt nói, "Có người đẹp đi cùng không?" Lúc nhắc đến người đẹp, hai mắt anh ta đều phát sáng cái tên này vừa nhìn là biết kẻ háo sắc. Lý Thu đứng bên cạnh cạn lời nói, lão đại, tôi nói cho anh biết, đêm qua sau khi tới đây, cái tên cố bạch này đêm hôm khuya khoát một mình lặng lẽ ra ngoài thám hiểm, kết quả xui xẻo gặp phải cảnh sát, cuối cùng chính mình còn chưa kịp mặc quần, đã xách quần nhảy ra ngoài cửa sổ chạy về. Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết Cổ bạch cũng không xấu hổ, mọi người đều biết tính xấu của nhau nên anh ta bĩu môi nói, ông đây là cầu độc thân, nên ra ngoài chơi đùa một tí có làm sao đâu. Sao nào? Dáng vẻ của anh ta như cây ngay không sợ chết đứng. Chương 627, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Gọi điện thoại xong, Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhóm sau đó dẫn toàn bộ thành viên trong tiểu đội rời khỏi khách sạn, nhưng anh không chú ý tới một điều, đó là trong lúc bọn họ rời khỏi khách sạn thì trong đại sảnh khách sạn, một người đàn ông đeo mắt kính, mặc đồ vest mang giày da ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Sau đó khóe miệng ông ta nở một nụ âm hiểm. Bây giờ rời khỏi khách sạn, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới tới bữa tối, nên nhóm 5 người lái xe, Lê Văn Vân vẫn ngồi ở ghế phụ. Bọn họ lái xe, lái thắng tới Tam Hợp Lâu. Địa điểm ăn đã được đặt trước ở Tam Hợp Lâu, thời gian là 7 giờ. Chủ yếu nhất là vì cân nhắc đến thời gian tan tầm của Đặng Hân Hân. N. F. Tất nhiên, Mấy người Lê Văn Vân đã tới nơi trước, bởi vì Lê Văn Vân định đi tìm Minh Sùng để lấy được hai mảnh xương rồng trước. Tầm hơn 5 giờ chiều, bọn họ đã thuận lợi đi tới Tam Hợp Lâu, mặc dù chỉ mới 5 giờ chiều, nhưng bên trong Tam Hợp Lâu đã có rất nhiều người rồi. Mùi vị nơi này thật sự rất nổi tiếng. Tam Hợp Lâu có 6 tầng, ngoại trừ tầng 6 không mở cửa cho người ngoài thì mấy tầng khác đều đã bắt đầu có người đi vào. Sau khi đến nơi, Lê Văn Vân lấy điện thoại ra, Dứt khoát gửi tin nhắn WeChat cho Minh Sùng, nói rằng mình đã tới rồi, định ăn tối ở đây cùng bạn bè. Rất nhanh, Minh Sùng đã gửi tin nhắn WeChat đến nói, bây giờ tôi sẽ nhờ sự huynh của tôi tới đón cậu. Hình như anh ta không muốn lộ mặt. Lê Văn Vân gật đầu, rồi tắt điện thoại, chẳng mấy chốc, từ đại sư đã đi ra ngoài, lúc nhìn thấy Lê Văn Vân thì vẻ mặt hơi vui mừng, nhưng đến khi nhìn thấy trên người Lê Văn Vân đang quấn băng gạt thì khẽ cau mày, vội hỏi han cậu bị thương rồi ư. Lê Văn Vân cười đáp, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Từ đại sự cao mày nói, sắc mặt cậu vẫn không được tốt cho lắm, lát nữa tôi sẽ làm mấy món đồ bổ cho cậu, để cậu bồi bổ cơ thể. Đây là bạn của cậu sao? Sứt lời, ông ta lại nhìn đám người phạm nhược tuyết. Lê Văn Vân gật đầu nói, ừm, um, lát nữa chúng tôi còn phải ăn tối ở đây. Là tôi mời mấy người bạn của mình đi ăn. Từ đại sự gật đầu nói, tiểu hà, cậu tới đây một lát sau đó Tiểu Hà đi tới, từ đại sư nói, bây giờ cậu hãy sắp xếp một nơi cho bọn họ ngồi một lát. Đợi sau khi cậu Lê Văn Vân này đi ra thì xếp thẳng bọn họ lên tầng 6 để dùng bữa tối. Tiểu Hà là quản lý ở đại sảnh, nghe từ đại sư nói thế, trong lòng hơi sửng sốt. Tầng 6 của tam hợp lâu này không mở cửa cho người ngoài. Nhưng từ đại sư không để tâm nhiều như vậy, ông ta nhanh chóng dẫn Lê Văn Vân đi ra sau bếp. Ở sau bếp, anh đã nhìn thấy Minh Sùng, Minh Sùng cũng đang mặc trang phục của đầu bếp, đang ngồi ở hành lang giữa sau bếp và sân sau, anh ta vẫn không nói gì nhiều, gương mặt lạnh lùng đang nhìn mấy người kia nấu ăn. Sau khi Tần Hoa nhìn thấy Lê Văn Vân thì chủ động chào hỏi Lê Văn Vân, sau đó lại tiếp tục nấu ăn. "Cậu đi qua bên đó đi." Từ đại sư nói với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cảm ơn xong thì đi về phía Minh Sùng. Chương 628, cuối cùng tôi cho hai lời nhắc nhở. Minh Sùng không nói gì mà chỉ cảm thán, lần trước chắc nhất Minh tới tìm tôi, rồi khoe khoang rằng thiên phú của cậu lợi hại đến cỡ nào. Thật ra tôi không cho là thế, quả thật siêu cấp trước 30 tuổi là khá hiếm, nhưng cũng không phải không có. Nhưng ở độ tuổi 27, có thể có được thực lực ở top 3 thiên bảng thì đúng là hiếm thấy. Rốt cuộc anh muốn nói gì?" Lê Văn Vân cau mày hỏi. "Không có gì, tôi chỉ là cảm thán mà thôi." Minh sùng nói. Lê Văn Vân Tên này là người không thích nói lời nhảm nhí, tại sao bây giờ lại nói nhiều như vậy? Lê Văn Vân không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Anh đừng quản nhiều như vậy, dù gì Lý Đông Giá cũng bị tôi chém chết rồi. Anh đã nói, nếu tôi giết được Lý Đông Giá thì anh sẽ cho tôi hai khúc xương. Lê Văn Vân nói. Minh sùng quan sát Lê Văn Vân, một lúc sau anh ta lại hỏi, tình trạng cơ thể cậu cực kỳ kém. Xem ra trong trận chiến đó cậu đã bị thương rất nặng. Trong người cậu không có chút chân khí, nếu tôi đoán không lầm, có lẽ cậu đã sử dụng chiêu bài cuối đúng không? Thứ này nên sử dụng ít thôi sẽ tốt hơn, nó có thể chống đỡ một lần, nhưng chưa chắc lần nào cũng có thể chống đỡ. Lê Văn Vân nhìn chằm chằm Minh Sùng, một lúc sau, anh thở dài nói, "Mẹ kiếp, anh nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ anh định quyệt nợ?" Minh Sùng nghe Lê Văn Vân nói thế thì hơi sửng sốt, sau đó trên mặt anh ta nở nụ cười cực kỳ khó coi anh ta tháo hai khúc xương rồng đeo trên cổ ra rồi ném cho lê văn vân nói cậu nghĩ nhiều rồi chẳng qua vì lý đông dã chết nên tôi mới nói thêm mấy câu thôi sau khi lê văn vân lấy được hai khúc xương rồng anh mới cất nó một cách cẩn thận rồi nhìn minh sùng hỏi nhưng nói lại rốt cuộc anh có ân oán gì với lý đông dã này thế bố mẹ tôi đều bị lý đông dã giết minh sùng bình tĩnh nói bây giờ ông ta đã chết rồi tôi cũng phải rời khỏi yên kinh thôi Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Hình như Minh Sùng một tay kinh doanh tam hợp lâu ở Yên Kinh nhiều năm như vậy, chỉ với một mục đích, đó là giết Lý Đông Dã. Bởi vì Lý Đông Dã đã chết, bởi vì anh ta sắp rời khỏi Yên Kinh, cho nên anh ta mới hơi cảm thán nói nhiều hơn ư? Cậu là người gác đêm số 1 đúng không?" Minh Sùng đặt câu hỏi. Lần này, Lê Văn Vân không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thật ra đối với người gác đêm số 1, Lê Văn Vân luôn rất để tâm xem rốt cuộc anh ta là ai. Minh Sùng đứng dậy nói, cuối cùng tôi cho hai lời nhắc nhở. Vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi, nhìn về phía Minh Sùng. Điều đầu tiên là khu tội ác không đơn giản như cậu nghĩ. Sở dĩ trước đây cậu có thể ra khỏi nơi đó là vì những người ở bên trong đồng ý để cho cậu ra ngoài, đồng thời cũng là vì chắc nhất Minh đã ngồi máy bay lượn quanh bầu trời của khu tội ác. Minh Sùng lạnh nhạt nói, Lê Văn Vân khẽ cau mày. Khu tội ác được phép vào nhưng không được phép ra, nếu muốn ra ngoài thì điều kiện vô cùng hà khắc, trừ khi người ở bên trong đồng ý cho bạn ra ngoài, bằng không bạn không thể nào ra ngoài được. Ban đầu Lê Văn Vân tưởng rằng là do mình dẫn người của tiểu đội 11762 xông ra ngoài, nhưng bây giờ nghe Minh Sùng nói thế, hình như bên trong còn có ẩn tình gì đấy. Chương 629, mời mọi người theo tôi lên tầng 6. Lê Văn Vân lắc lắc hai khúc xương trong tay với Từ Đại Sự sau đó khẽ mỉm cười. Được rồi, vậy cậu tới tầng 6 đợi chúng tôi đi. Thật ra, tầng 6 là mấy phòng bao, ở đấy yên tĩnh hơn rất nhiều, nhưng không mở cửa cho người ngoài mà thôi. Tôi cũng chẳng biết Minh Sùng đang nghĩ gì nữa. Từ đại sự cười nói. Lê Văn Vân gật đầu, anh không nán lại quá lâu với từ đại sự, mà bước ra khỏi sau bếp, nhưng vừa bước ra ngoài. Lê Văn Vân đã phát hiện ra mấy người Phạm Nhược Tuyết đang ở gần đó. Phạm Nhược Tuyết và Trương Văn Hà đang ngồi cùng nhau, thì thầm điều gì đó. Còn hai tên ngốc Cố Bạch và Lý Thu thì đang ngồi ở bên đó, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, nhất là Cố Bạch, mỗi khi nhìn thấy cô em xinh đẹp, nước miếng của anh ta đều sắp ứa ra, đôi lúc còn chấm điểm cho cô em đó nữa. Cố Bạch có một hệ thống chấm điểm riêng về người đẹp, nhưng anh không biết tên này là dựa vào điều gì. Lúc Lê Văn Vân đến gần thì nghe thấy giọng nói của Cố Bạch. Cô gái mặc váy trắng này thật đáng tiếc, trông cũng xinh, dáng người cũng đẹp nhưng hai chân hơi kiềng, nên miễn cưỡng cho 80,23 điểm. Ôi mẹ ơi, cô em này không tệ, em gái này được 87,62, vì hơi lùn một chút. Anh ta nhận xét từng người, tên này chấm điểm cứ nhất định phải chuẩn xác đến hai con số lẻ ở phía sau mới chịu. Theo cách nói của anh ta thì đây mới gọi là chuyên nghiệp. Tất nhiên, mấy người Lê Văn Vân đã sớm quen với điều này rồi, bởi vì người phụ nữ nào anh ta cũng sẽ chấm điểm. Ví dụ như số điểm mà anh ta chấm cho Phạm Nhược Tuyết là 99,20 điểm, còn 0,8 điểm bị trừ là vì tính cách của Phạm Nhược Tuyết quá lạnh lùng. Sau đó, anh ta từng bị thương một lần, đã chảy rất nhiều máu, lúc băng bó, Phạm Nhược Tuyết cứ nhìn chằm chằm cái chân luôn chảy máu của anh ta, dưới sự bất đắc dĩ, anh ta đã nâng điểm số của Phạm Nhược Tuyết lên 100. Về phần Hoàng Thi Kỳ thì cũng được 100 điểm, bởi vì anh ta không đánh lại cô ấy. Còn Trương Vãn Hà theo cách nói của anh ta thì khó mà chấm điểm được, bởi vì anh ta không biết phải diễn tả như thế nào. Thấy anh ta vẫn giống như trước, Lê Văn Vân suýt nữa nôn ra. Cái tên điên khùng này, Lê Văn Vân đi tới đá vào người anh ta nói, lát nữa anh đừng có mà gà mù chấm điểm người ta, rồi tạo ấn tượng không tốt. Lát nữa người tới dùng bữa đều là bạn bè của tôi đấy. Cô Bạch vừa gật đầu vừa nói, ôi mẹ ôi, là người đẹp đỉnh cấp trên 95 điểm. Lúc anh ta nói chuyện, không khỏi thốt lên rồi nhìn về phía cửa. Ở cửa, một dáng người cao giáo bước vào, cô ấy mặc bộ đồ bó sát làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo của cô ấy, chiều cao gần 1m7, mái tóc ngắn, dáng vẻ oai hùng. Sau khi đi vào tam hợp lâu, cô ấy nhìn thấy Lê Văn Vân, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Cô Bạch nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thì hơi trột dạ nói, mẹ kiếp, chẳng lẽ cô gái này biết tôi sao, hay tôi đã từng phụ cô ấy. Đôi mắt kia thật u sầu. Chương 630 Đỗ Tắc Thành. Trên thực tế, Trịnh Cường cũng là người từng được huấn luyện, cho nên sau khi anh ta bị Long Nhã Lâm đấm tầm 10 ngày thì anh ta gần như đã bình phục lại, sau đó tiếp tục chạy ra ngoài phóng đảng. Sau khi anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân thì chẳng ngạc nhiên gì mấy, mà khẽ nói với thanh niên để đầu định bên cạnh, "Anh Đỗ, tên này chính là Lê Văn Vân." Đồng thời sắc mặt của Long Nhã Lâm cũng hơi thay đổi, cô khẽ nói với Lê Văn Vân ở bên cạnh, "Lê Văn Vân, người này tên là Đỗ Dĩ Húc." là người nhà họ Đỗ ở Yên Kinh, có thể sẽ mạnh hơn tôi một chút, anh ta cũng là đỉnh cấp. Trong số thế hệ trẻ tuổi ở Yên Kinh, không có bao nhiêu người là đỉnh cấp, Long Nhã Lâm cũng được xem là một trong những người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi ở Yên Kinh. Ngoài ra, còn có một người rất lợi hại, đó chính là Đỗ Dĩ Húc này. Lê Văn Vân cũng biết về nhà họ Đỗ ở Yên Kinh. Ở một mức độ nào đó thì nhà họ Đỗ này cũng được xem là một thế lực ngầm. Sở dĩ nhà họ Lý không dám tuyên bố mình là gia tộc đứng đầu Yên Kinh là vì sự tồn tại của nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ không phải là thương nhân nên không có nhiều sản nghiệp, mà chỉ có một sản nghiệp duy nhất, đó chính là mở mấy võ quán và mấy công ty vệ sĩ, quy mô cũng không lớn cho lắm, thậm chí còn không bằng gia đình quyền thế. Nhưng ở Yên Kinh, không ai muốn chọc phải người trong gia tộc này, kể cả nhà họ Lý. Bởi vì nhà họ Đỗ có một tồn tại vô cùng đáng sợ xếp thứ tư trong thiên bảng, Đỗ Tắc Thành, vì sự tồn tại của ông ta, mặc kệ là ở thế giới ngầm hay ở trên mặt đất, đều không có ai muốn đi trêu chọc người này. Ở thế giới ngầm, cũng vì sự tồn tại của Đỗ Tắc Thành, nên chẳng có ai muốn đi trêu chọc gia tộc này. Tất nhiên, Lê Văn Vân cũng biết mối quan hệ giữa Đỗ Tắc Thành và Trác Nhất Minh hình như là cực kỳ tốt, cho nên bên nhà họ Đỗ cũng rất thân với người gác đêm. Lê Văn Vân không có nhiều tiếp xúc với người nhà họ Đỗ cũng chưa từng qua lại với nhau, lần này đến Yên Kinh cũng chưa từng gặp mặt nhau, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Hơn nữa trông Đỗ Dĩ Húc này có vẻ rất thân thiết trịnh cường. Rõ ràng những tin đồn kia là thật, người của nhà họ Đỗ này khá thân thiết với mấy người xấu xa ở Yên Kinh. Anh chính là Lê Văn Vân đúng không? Đỗ Dĩ Húc đi tới trước mặt Lê Văn Vân dưới ánh mắt của rất nhiều người, rồi nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới hỏi. Sau đó, anh ta lại nhìn về phía Long Nhã Lâm và Phạm Nhược Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia kinh diễm. Sắc mặt Trịnh Cường cũng y như vậy, đồng thời trong lòng thầm rủa, cứ mỗi lần gặp tên này là bên cạnh anh ta lại có tuyệt sắc giai nhân. Mẹ kiếp, Lê Văn Vân phớt lờ bọn họ, rồi nhìn quản lý Hà nói, quản lý Hà, dẫn đường. Quản lý Hà liếc nhìn đám người đỗ dĩ húc, cũng không để tâm cho lắm, rồi xoay người định dẫn đám người Lê Văn Vân lên lầu. Đúng lúc này, Trịnh Cường túm lấy cánh tay của quản lý Hà nói, quản lý Hà, anh không còn gì để nói nữa đúng không? Tầng 6 của tam hợp lâu này chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài, anh dựa vào cái gì mà dẫn bọn họ lên đó? Bọn họ có tư cách gì cơ chứ? Anh dẫn bọn họ lên đó chứ không dẫn theo chúng tôi, anh đang coi thường tôi, lại càng coi thường Đỗ Dĩ Húc. Này, coi thường thì coi thường thôi, mấy tên nhãi danh các cậu tới đây làm cái gì? Mau về nhà bú sữa mẹ đi, đừng có gây sự nữa. Cố Bạch nghe đến đây thì dứt khoát mở miệng nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 631, toàn bộ cao thủ luôn sao. Quan trọng là lần này, Đỗ Dĩ Húc đang đứng bên cạnh anh ta. Đỗ Dĩ Húc là ai cơ chứ, ông nội cậu ta là Đỗ Tắc Thành đấy. Nghe Cố Bạch nói thế, Lê Văn Vân không khỏi mỉm cười, cũng không để tâm cho lắm, bởi vì trong mắt bọn họ, quả thật dù là Trịnh Cường hay Đỗ Dĩ Húc cũng chỉ mấy thằng danh con, bởi vì trong nhà có chút tiền và quyền lực, nên đi sinh sự khắp nơi. Nghe thấy những lời này, mặc kệ là Đỗ Dĩ Húc và Trịnh Cường thì sắc mặt đều không nén được giật. Đỗ Dĩ Húc nhìn chằm chằm Cố Bạch bằng ánh mắt nóng rực. "Cậu nhìn cái gì mà nhìn, nếu cậu không phục thì chúng ta ra đấu với nhau đi." Cố Bạch khiêu khích nói. Thấy Cố Bạch hống hách như vậy, hơn nữa Long Nhã Lâm cũng đang ở đây, nên sắc mặt Đỗ Dĩ Húc u ám nhìn Cố Bạch hỏi, "Anh là ai?" anh ta theo bản năng cho rằng có lẽ Cố Bạch sẽ có chút lại lịch, dù sao thì Long Nhã Lâm cũng đang ở đây, cho nên người có quan hệ với Long Nhã Lâm chắc sẽ có chút bản lĩnh gì đấy. Cố Bạch khinh thường nói, cậu đừng quan tâm ông đây là ai, nếu cậu không dám đấu thì mau cút đi đi, với bộ dạng của các cậu mà cũng muốn lên lầu 6 sao. Quản lý hà, dẫn đường đi, Lê Văn Vân phớt lờ bọn họ, rồi lạnh nhạt nói. Có thể là vì kiêng rẻ bối cảnh của Đỗ Dĩ Húc và Trịnh Cường, nên trên mặt quản lý Hà hiện lên vẻ khó xử, chủ động giải thích với hai người, "Chuyện này là do ông chủ của chúng tôi chủ động cho bọn họ đi lên tầng 6 để dùng bữa, vì vậy tôi rất xin lỗi." Trịnh Cường và Đỗ Dĩ Húc nghe xong thì đồng thời liếc nhìn nhau, lần này bọn họ không nói gì nữa. Lê Văn Vân cũng không để tâm đến hai người, mà đi theo sau quản lý Hà đi lên tầng 6. Thấy bọn họ đã rời đi rồi, sắc mặt của Đỗ Dĩ Húc và Trịnh Cường đều cực kỳ khó coi đỗ dĩ húc trầm ngâm hỏi trịnh cường rốt cuộc lê văn vân này là ai anh ta thật sự đã hôn nhan như tuyết của tôi à nếu không thì tôi phải đi gây sự với anh ta làm gì trịnh cường mắng hôm đó chính tại tôi đã nghe thấy nhan như tuyết nói lê văn vân phải là người đàn ông chăm sóc cho cô ấy cả đời giữa hai chúng ta tranh giành với nhau thì thôi đi nếu như tuyết coi trọng ai trong hai chúng ta cũng được hết nhưng lê văn vân kia là cái thá gì không ngờ anh ta cũng chạy tới tranh giành với chúng ta hơn nữa cái tên lúc nãy hống hách như vậy anh nhịn được ư anh cứ để cho bọn họ đi như thế sao trịnh cường mắng vẻ mặt của đỗ dĩ húc hơi khó coi một lúc sau anh ta mới lên tiếng tôi lớn như thế này rồi nhưng chưa bao giờ bị ai mắng mỏ kể cả ông nội tôi tôi không quan tâm anh ta là ai nhưng hôm nay tôi phải chút được cơn giận này suốt lời anh ta thở dài nói anh hãy đi gọi toàn bộ cao thủ đào tạo trong nhà các anh tới đây đợi lát nữa bọn họ rời đi thì chặn đường bọn họ lại. Toàn bộ cao thủ luôn sao? Trịnh Cường sửng sốt. Ừm, ít nhất là năm sáu tên đỉnh cấp, Đỗ Dĩ Húc nói, tên mới lên tiếng ban này cũng là một cao thủ, hơn nữa anh ta còn mạnh hơn tôi. Vậy tôi sẽ gọi bọn họ đến đây ngay, mở u nội nó, tôi cũng muốn lên tầng 6 ăn cơm. Trịnh Cường nói, chương 632 cơ thể anh thật sự quá yếu ớt. Lê Văn Vân gần như đã quyết định, đợi khi nào vết thương của anh lành lại anh sẽ tạm thời rời khỏi yên kinh cuối cùng đặng hân hân cũng đã đến hầu hết bạn bè của lê văn vân ở yên kinh đều đã có mặt đông đủ đợi mọi người tới đông đủ rồi phạm nhược tuyết mới nhìn lê văn vân nói nhỏ lê văn vân anh được lắm bạn bè mà anh kết giao ở yên kinh đều là người đẹp đỉnh cấp lê văn vân giật mình vội nói nhỏ bác sĩ phạm em hãy nghe anh giải thích rõ ràng phạm nhược tuyết chẳng hề để tâm đến lê văn vân mà cô xoay người lại, tiếp tục trò chuyện với Trương Vãn Hà ở bên cạnh. Lê Văn Vân ngượng cười, vừa trò chuyện với mọi người, vừa nắm hai khúc xương rồng ở trong tay, cố gắng hấp thụ bọn chúng. Trên thực tế, đối với mấy người như Lê Văn Vân, nếu trong người không có một chút chân khí thì trong lòng sẽ không có cảm giác an toàn. Bây giờ, ngay cả khi một người trưởng thành bình thường, có lẽ anh cũng không thể làm gì được. Cơ thể anh thật sự quá yếu ớt. Bản thân anh có rất nhiều kẻ thù, Bất kể là lúc chấp hành nhiệm vụ hay kết bạn trong cuộc sống hàng ngày, thì hầu hết những kẻ thù này đều ước gì không thể lột ra dóc xương Lê Văn Vân. Cộng thêm mối thù ở trên người, tất nhiên Lê Văn Vân muốn khôi phục càng sớm càng tốt. Hai khúc xương rồng này thật sự là tia hy vọng của Lê Văn Vân. Anh hy vọng rằng nhờ vào việc hấp thụ hai khúc xương rồng này mà anh có thể khôi phục rất nhiều sức mạnh của mình. Tuy nhiên, Lê Văn Vân đã thất vọng rồi. Anh phát hiện ra, cảm giác phù hợp muốn hòa vào cơ thể giữa anh và khúc xương rồng lúc trước đã hoàn toàn biến mất anh không thể nào hấp thụ xương rồng lần này tâm trạng của lê văn vân hoàn toàn rơi xuống đáy vực anh biết vết thương lần này đã tổn thương đến bản thân anh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh sao thế phạm nhược tuyết chú ý đến tâm trạng bất thường của lê văn vân nên không khỏi lên tiếng hỏi lê văn vân thở dài ghé vào tai phạm nhược tuyết khẽ nói gì đó ở bên cạnh Lòng Nhã Lâm đang dùng bữa chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi cúi đầu, mà vẻ mặt của Đảng Hân Hân cũng hơi buồn bã. Bọn họ không khỏi âm thầm quan sát Phạm Nhược Tuyết, không biết đang nghĩ gì nữa. Đồng thời, ở thành phố Lâm Hải, số 69 đường Bành Hồ Đông. Đây là một căn biệt thự riêng biệt có tầm nhìn ra biển, có vị trí khá tốt. Sau khi Lê Văn Vân tặng căn biệt thự này cho bà ngoại La Trinh Ngọc, bởi vì căn biệt thự quá rộng lớn, nên cả gia đình đều dọn đến đây để sống cùng nhau, bao gồm gia đình Tào Kim, gia đình Liễu Ngọc, vợ chồng Lê Cảnh An và Tào Vân. Lúc này trong biệt thự đang đèn đuốc sáng choang. Cả gia đình đều đã ra ngoài đi dạo ven sông, do đó trong biệt thự chỉ còn lại Liễu Ngọc và một cô gái khác. Kể từ khi Liễu Ngọc tới làm việc ở tập đoàn Hãn Vũ thì tiền lương của cô ấy đã tăng lên, ánh mắt và khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Chương 633, anh cũng ở đây sao? lê văn vân không quan tâm đến chuyện ở lâm hải theo bọn họ thấy doãn thị đan chỉ là cô gái làm việc bình thường cộng thêm thời gian cố ta chọn đến đây mỗi ngày trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình liễu ngọc liễu ngọc chẳng hề để tâm cô ấy không cảm thấy dưới tình huống lê văn vân đã có được người đẹp đỉnh cấp như đỗ tịch tịch lại còn coi trọng doãn thị đan nên cô ấy chẳng hề để tâm đến chuyện này cứ như thế ngày nào doãn thị đan cũng chọn thời gian này để đến nhà còn mục đích của cô ta e rằng ngoại trừ bản thân cô ta thì chẳng còn ai biết nữa. Lúc này, Lê Văn Vân đang dùng bữa cùng nhóm bạn của mình. Đến khi mọi người ăn tối xong, đã 8, 9 giờ tối. Cả người Lê Văn Vân hơi suy yếu, bởi vì cơ thể anh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cho nên sau khi Phạm Nhược Tuyết lên tiếng, mọi người đã đề nghị người nào về nhà của người nấy. Đương nhiên, Hoàng Gia Gia và Cố Bạch đã sớm bàn bạc ra ngoài đi chơi rồi, theo cách nói của Hoàng Gia Gia anh ta phải đưa Cố Bạch đi chơi vào ban đêm để mở mang tầm mắt. Bình thường trông Lý Thu có vẻ rất thành thật, không biết Hoàng Gia Gia đã nói gì với anh ta mà mắt anh ta cũng sáng lên, nói rằng tâm trạng của anh ta cũng đang buồn bực, nên muốn đi uống rượu hay gì đó. Lê Văn Vân không còn gì để nói, Phạm Nhược Tuyết càng khinh thường bọn họ, dứt khoát kéo Lê Văn Vân rời đi. Ăn cơm xong, mọi người đều tự đi chơi, Hoàng Gia Gia thì lái xe chở hai người Cố Bạch còn phạm nhược tuyết thì lái xe chở lê văn vân và trương vãn hà bởi vì hoàng gia ra muốn đi chơi riêng nên đặng hân hân định đưa hoàng hân về nhà còn mấy người vương giai kỳ và long nhã lâm thì lại một chiếc xe khác sau đó bốn chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi tam hợp lâu chỉ có một con đường chạy tới yên kinh cho nên mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định rồi chạy về phía trước bọn họ vừa rời đi thì đám người đỗ dĩ húc và trịnh cường cũng lái xe bám sát theo sau Mấy người Lê Văn Vân lái xe chưa được bao lâu thì chợt nhíu mày, phát hiện ra ở phía trước không xa có mấy chiếc xe đang chặn đường bọn họ. Bởi vì tam hợp lâu nằm ở vùng ngoại ô, hơn nữa bây giờ đã 8, 9 giờ tối, nên không có nhiều người qua lại ở trên đường, đám người này chặn đường lại chỉ nhường ra một làn xe để đi qua là đủ rồi. Sau khi xe của mấy người Lê Văn Vân tới gần thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra, làn đường bên kia cũng bị chặn lại. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Phạm Nhược Tuyết đành phải ngừng xe lại, rồi mấy người hoàng gia gia ở phía sau cũng ngừng theo. Hả, Lê Văn Vận cao mày liếc nhìn. Lúc này bên cạnh mấy chiếc xe chắn ngang đường này đều có một đám người đang đứng, cười như không cười nhìn bọn họ. Két. Cùng lúc đó, phía sau bọn họ cũng vang lên tiếng ngừng xe. Để em xuống xem thử chuyện gì đang xảy ra. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói. Bây giờ Lê Văn Vân đang bị thương, tất nhiên sẽ không có ý định muốn đi xuống. Phạm Nhược Tuyết vừa mới đi xuống thì một giọng nói đã vang lên ở phía sau bọn họ, Vương Giai Kỳ, Long Nhã Lâm, hai cô hãy dẫn bạn của các cô rời đi đi, chuyện này không liên quan gì đến các cô. Lê Văn Vân thò đầu ra khỏi cửa sổ liếc nhìn, rồi phát hiện người đang lên tiếng là Đỗ Dĩ Húc. Trên mặt anh ta đang cười khẩy, còn Trịnh Cường đứng bên cạnh anh ta thì mặt mày phần khích. Bây giờ đã rất rõ ràng rồi, là do bọn họ sắp xếp người chặn xe bọn anh lại chương 634 có địa vị khá cao. Cố Bạch vui vẻ, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nói về phía xe của Vương Giai Kỳ và Đặng Hân Hân ở bên cạnh, mấy cô cứ đi trước đi. Vương Giai Kỳ và Đặng Hân Hân đều sửng sốt, nhưng bọn họ vẫn nghe theo lời Lê Văn Vân. Vương Giai Kỳ biết Lê Văn Vân rất lợi hại, nhưng cô ấy vẫn hơi lo lắng, dù sao thì bây giờ Lê Văn Vân cũng đang bị thương. Về phần Đặng Hân Hân, cô gần như nghe theo 100% yêu cầu của Lê Văn Vân. Bên kia chủ động nhường ra một con đường chứ không ngăn cản bọn họ, dù gì cũng liên quan đến người của nhà họ Vương, họ Long và họ Hoàng. Đợi sau bọn họ rời đi rồi, lại có hai người đứng ra chặn con đường đó. Anh còn chưa đi hay sao? Đúng lúc này, Đỗ Dĩ Húc nhìn chầm chầm Hoàng gia ra, ra hỏi. Hoàng gia ra, ra rụt cổ lại, hình như hơi sợ Đỗ Dĩ Húc. Là một trong bốn cậu chủ yên kinh, không có bao nhiêu người khiến anh ta phải kiêng kỵ, ngoài người nhà họ Lý, Đỗ Dĩ Húc và Trịnh Cường. Nhà họ Lý vừa có tiền vừa có quyền, lại làm việc quái gở. Mặc dù nhà họ Đỗ không giàu có như vậy, nhưng bọn họ có một siêu cấp thực thụ tỏa chấn, hơn nữa còn xếp thứ tư trong thiên bảng, có địa vị khá cao. Còn gia đình Trịnh Cường thì làm ăn ở khu bất hợp pháp, có mối quan hệ phức tạp dối ren, hơn nữa còn có thủ đoạn đê hèn. Tất nhiên, hoàng gia gia cũng không giao du với mấy người này nghe đỗ dĩ húc nói thế anh ta liền nhíu mày đúng lúc này cố bạch choàng với anh ta nói cậu cứ vào trong xe ngồi đi lát nữa cậu còn phải dẫn chúng ta đi thám hiểm nữa đấy đỗ dĩ húc cười khẩy thám hiểm ư anh cảm thấy các anh vẫn còn cơ hội để đi chơi sao bây chúng ta có thể nói chuyện được rồi suốt lời anh ta lại nhìn lê văn vân hờ hững nói lê văn vân anh mau bước xuống xe cho tôi từ hôm nay trở đi anh phải tránh xa nhan như tuyết một chút cho tôi sau đó anh ta tiếp tục nhìn cố bạch nói còn anh nếu bây giờ anh xin lỗi tôi có lẽ tâm trạng tôi sẽ trở nên tốt hơn mà nhẹ tay với anh lúc nói khuôn mặt và giọng điệu của anh ta tràn đầy vẻ khinh thường cố bạch và lý thu lướt nhìn nhau sau đó khóe miệng nở nụ cười cố bạch cười ha hả nói bác sĩ phạm cô hãy lái xe chở lão đại rời đi đi còn chuyện ở đây cứ giao lại cho chúng tôi lão đại anh không có ý kiến gì chứ? Lê Văn Vân liếc nhìn đám người bên ngoài, có khoảng chục người đang chắn đường, trong đó có khoảng 6-7 đỉnh cấp, mà điều này với Cố Bạch và Lý Thu thì không có vấn đề gì to tát. Nhưng để cho an toàn, Lê Văn Vân liếc nhìn Trương Văn Hà, nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Trương Văn Hà đã hiểu ý của Lê Văn Vân rồi, sau đó cô ấy chủ động mở cửa bước xuống xe. chương 635 chuyện này, quá khác thường, đồng thời, Cố Bạch và Lý Thu cũng đã di chuyển, Phạm Nhược Tuyết lái xe, chở Lê Văn Vân chạy qua chỗ bị chặn lại, sau lưng bọn họ vang. Lên tiếng la hét thảm thiết. Ba người nằm trong tóc 20 người đứng đầu người gác đêm cùng ra tay. Cho nên đội hình mà Đỗ Dĩ Húc mang đến không thể là đối thủ của bọn họ. Trong khoảng thời gian rất ngắn, có tiếng hét thảm thiết bỗng vang lên. Tất nhiên Lê Văn Vân cũng nghe thấy, nhưng Phạm Nhược Tuyết đã lái xe chở Lê Văn Vân rời đi, Lê Văn Vân tựa vào ghế phụ nhíu mày. Sao thế, anh đang lo lắng về đỗ tắc Thành à?" Phạm Nhược Tuyết hỏi. "Anh lo lắng về ông ta làm gì?" Lê Văn Vân bĩu môi nói, "Cháu trai của ông ta không hiểu chuyện, chủ động chọc tức anh, gia đình dạy dỗ không được thì để anh giúp ông ta dạy dỗ có làm sao đâu. Anh chỉ đang lo cho sức khỏe của mình thôi, anh không biết đến khi nào mình mới bình phục lại. Anh hoàn toàn không lo lắng về chuyện của nhà họ Đỗ, là do Đỗ Dĩ Húc tự tới gây sự với anh, nên anh ta bị đánh là đáng." Bác sĩ Phạm, em hãy nói thật cho anh biết, anh có cơ hội bình phục lại không?" Lê Văn Vân nghiêm nghị hỏi. Phạm Nhược Tuyết không trả lời anh, mà chỉ lặng lẽ lái xe, thấy Phạm Nhược Tuyết im lặng, tâm trạng của Lê Văn Vân cũng rơi xuống đáy vực theo. "Anh đừng nghĩ gì nhiều, em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh bình phục, người gác đêm cũng cần đến anh." Phạm Nhược Tuyết thấy Lê Văn Vân như vậy thì mở miệng nói. Lê Văn Vân cố gắng nở nụ cười rồi gật đầu nói, "Anh biết rồi." sau lưng bọn họ là một mớ hỗn độn. Chỉ trong 10 phút, gần như người mà Đỗ Dĩ Húc dẫn tới đều bị đánh đến mức nằm la liệt dưới đất. Ba người nằm trong top 20 người đứng đầu của người gác đêm đang ở đây. Cho dù Lý Thu không giỏi đối đầu trực diện, nhưng để đối phó với nhiều người như vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, Đỗ Dĩ Húc đang nằm dưới đất, bị cố bạch dẫm lên mặt. Lúc ông đây ỉ thế hiếp người thì cậu vẫn đang bú sữa mẹ đấy vậy mà cậu dám đứng đây ngông cuồng với tôi ư? Cố bạch mỉa mai nhìn đỗ dĩ húc. Trịnh cường bị đánh đến mức mặt mũi sương vù, nằm dưới đất nghẹn ngào, lần này có lẽ anh ta phải nhập viện lần nữa, hơn nữa thời gian nằm viện cũng không ngắn. Trong lòng anh ta hơi buồn bã. Anh ta vốn đang du học ở nước ngoài, nhân lúc nghỉ hè nên về nước chơi một khoảng thời gian, kỳ nghỉ cũng chỉ kéo dài hơn một tháng, nhưng trước đó anh ta đã nằm viện gần 10 ngày, hôm nay mới được ra ngoài đã sắp vào lại trong kỳ nghỉ lần này của anh ta, phần lớn thời gian của anh ta đều ở trong bệnh viện. Thậm chí anh ta còn hơi hối hận. Đỗ dĩ húc nằm dưới đất, nghiến răng nghiến lợi nói, anh có biết tôi là ai không hả, ông nội tôi là Đỗ Tắc Thành đấy. Ồ, vậy thì sao? Cô Bạch nói, rồi tiếp tục đá mạnh vào bụng anh ta. Sau đó mới hờ hững nói, cậu có nghe thấy lão đại của chúng tôi nói gì không? Hôm khác, chúng tôi sẽ đích thân tới nhà để chào hỏi. Cậu có biết lão đại của chúng tôi có ý gì không? Đỗ Dĩ Húc không dám trả lời, bởi vì anh ta sợ nếu mình tiếp tục trả lời sẽ bị đánh lần nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 636, bên đó đòi bao nhiêu tiền bồi thường? Chúng ta mau xuất phát đi thám hiểm thôi." Cố Bạch nói với Hoàng Gia Gia. Hoàng Gia Gia bật ngón tay cái lên nói, "Mẹ kiếp, không hổ là anh em của anh Vân." đợi đến khi Hoàng gia ra lái xe chở ba người rời đi, mới có mấy người chạy tới đỡ Đỗ Dĩ Húc. Lên, Đỗ Dĩ Húc ngồi dưới đất, trên người và mặt không biết có bao nhiêu dấu dày. Toàn bộ khuôn mặt đều bầm dập, máu mũi giàn rụa. Anh ta ngồi bệch dưới đất, sau đó sờ soạn một hồi mới lấy điện thoại của mình ra. Anh ta biết lý lịch của Lê Văn Vân không hề tầm thường, nhưng anh ta vẫn không phục, trong lòng rất khó chịu. Sau lưng anh ta là ông nội Đỗ Tắc Thành, người đứng thứ tư trong thiên bảng. Đỗ Dĩ Húc tìm thấy số điện thoại của Đỗ Tắc Thành rồi nhanh chóng bấm nút gọi đi, chẳng mấy chốc, cuộc gọi đã được kết nối. Trong điện thoại vang lên giọng nói hơi già nua, Dĩ Húc, có chuyện gì thế? Thật ra Đỗ Tắc Thành rất thích đứa cháu trai này, dù sao anh ta cũng rất có thiên phú, tuổi còn nhỏ đã đạt tới đỉnh cấp, cũng là đối tượng mà Đỗ Tắc Thành đào tạo trọng điểm. Ông ta hy vọng sau khi mình chết, Đỗ Dĩ Húc có thể bước vào siêu cấp rồi chống đỡ cho cả nhà họ đổ. Ông ơi, cháu bị người ta đánh rồi. Lúc nói câu này, mũi đỗ dĩ hút hơi chua sót. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chưa từng bị đánh, huống chi là bị đánh thảm thương thế này. Cố bạch dẫm mạnh vào mặt anh ta như vậy, khiến mặt anh ta sưng tấy, in dấu dày lên mặt. Vẻ mặt đỗ tắc thành trầm xuống ngay lập tức là ai đã đánh cháu. Là một người tên là Lê Văn Vân, đều là người của anh ta đã đánh cháu. Đỗ dĩ húc nói đến đây thì tuổi thân nói, ông nội, ông phải làm chủ cho cháu. Lúc trước anh ta nói câu này, gần như đều được đồng ý 100%. Tuy nhiên lần này, hình như tình huống có hơi khác biệt. Nghe thấy tên của Lê Văn Vân, Đỗ Tắc Thành ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng, một lúc lâu sau, ông ta mới thở dài nói, Dĩ Húc à, cháu hãy đi xin lỗi Lê Văn Vân đi. Cái gì à, Đỗ Dĩ Húc còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, trên gương mặt bầm dập và trong ánh mắt đều tràn đầy ngạc nhiên. Lúc hai người trở về tiểu khu đã gần 10 giờ tối, sau khi Phạm Nhược Tuyết và Lê Văn Vân đậu xe vào hầm để xe thì đi thang máy về tầng của mình, nhưng vừa ra khỏi thang máy, cả hai người đều khẽ nhíu mày. Bọn họ nhìn thấy có hai người đang đứng trước cửa nhà, hai người đó đều ăn mặc rất chính tề, trên người còn đeo cả bộ đàm. Hai người là ai? Lê Văn Vân cau mày hỏi, hai người đứng trước cửa nhà chúng tôi làm gì? Nghe thấy giọng nói của Lê Văn Vân, bọn họ vội vàng nhìn qua đó đáp cho hỏi anh là anh lê đúng không lê văn vân gật đầu đáp là tôi đây các anh là ai chào anh chúng tôi thuộc ban quản lý tòa nhà của tiểu khu là thế này hôm nay hai người bạn của anh đã đá chết con chó của một chủ hộ trong tiểu khu của chúng tôi bây giờ bọn họ đang tranh cãi ở bên ban quản lý và yêu cầu bồi thường hai người bạn của anh không có tiền trả nên bảo chúng tôi tới tìm anh một người ở trong đó nói hả vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi. Rõ ràng, hai cha con Lý Vân và Lý Giai Giao đã xảy ra chuyện. Hai anh mau dẫn chúng tôi đến đó đi, Lê Văn Vân vội nói. Mời anh đi bên này, người trong ban quản lý tòa nhà vội nói. Sau khi bước vào thang máy, Lê Văn Vân liền hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? chương 637, tại sao anh lại vô lý như vậy? Trong văn phòng ban quản lý tòa nhà tiểu khu, Sắc mặt của Lý Vân và Lý Giai Giao trông không được tốt cho lắm, bọn họ đang ngồi ở bên đó, vẻ mặt sợ hãi. Mà đứng đối diện với bọn họ là một cặp vợ chồng trẻ. Phóc sáng của người phụ nữ đó khá nổi bật, mặc chân váy ôm, dáng người lùi lõm đầy đủ. Ngoại hình cũng rất đẹp, nhưng theo Lê Văn Vân thấy thì anh hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì đây là khuôn mặt tiêu chuẩn của hot girl trên mạng. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ người phụ nữ này là một hot girl trên mạng bên cạnh cô ta là một người đàn ông. Người đàn ông đó trông già hơn cô ta rất nhiều, dâu xồm xoàm, nhưng ông ta mặc vest mang giày da, tay đeo đồng hồ Rolex vàng. Toàn thân từ trên xuống dưới, kể cả đôi giày cũng đều là hàng hiệu, đây là trang phục điển hình của người nhà giàu. Lúc này, người phụ nữ đó đang chỉ vào Lý Vân và Lý Giai Giao ở trước mặt hét lớn, quả nhiên là hai đồ nhà quê, ngang ngược không biết lý lẽ. Các người có biết con trai tôi quý giá đến cỡ nào không? đồ nó ăn, nó mặc còn quý hơn cả hai người, vậy mà hai người dám đá chết cục cưng của tôi. Một trăm vạn, hai người đừng hòng bớt được một xu, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Cô ta hét toáng lên. Người đàn ông trung niên để dâu ở bên cạnh nói, em yêu, em đừng lo, bọn họ nhất định phải bồi thường số tiền này, bằng không anh sẽ kiện bọn họ đến tán ra bại sản. Cho nên em cứ tin vào trình độ của anh. Người trong ban quản lý tòa nhà cũng lên tiếng, này, hai người nhà quê này cũng thật đấy hai người bớt làm phiền chúng tôi đi được không hai người nói thử xem hai người tới nhà bà con chơi thôi là được rồi tự nhiên chạy quanh tiểu khu làm gì còn đạp chết chó nhà người ta nữa mắt lý giai dao đỏ hoe một trăm vạn là con số mà cô ấy chỉ từng nghe nói đến nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy bây giờ đối phương lại yêu cầu hai bố con cô ấy bồi thường một trăm vạn chuyện này thật sự quá đáng sợ đối với người chưa từng trải sự đời như lý giai dao Áp lực này giống như lúc trước Lôi Tấn luôn tới dục bọn họ trả tiền. Không dễ gì bây giờ bọn họ mới không cần phải trả lại tiền cho Lôi Tấn, cảm thấy cuộc sống của mình sẽ từ từ trở nên tốt đẹp hơn, ai dè bây giờ bọn họ lại gặp phải chuyện như vậy. Lý Vân khẽ lẩm bẩm, nhưng con chó đó đã cắn con gái của tôi trước. Nó cắn con gái ông ở chỗ nào? Hơn nữa một con cún cưng như vậy thì có thể cắn gì được? Cho dù nó cắn chúng thì tôi bồi thường tiền không được à? cần gì ông phải đập chết nó hả? Mạng của nó còn quý giá hơn mạng của con gái ông đấy. Người phụ nữ hét lên. Cô phó vũ san, cô không cần phải lo lắng, người thân của bọn họ đã tới đây rồi, lát nữa chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể về khoản tiền bồi thường. Đúng lúc này, người trong ban quản lý tòa nhà vội vàng khách sáo nói. Chủ hộ này đang sống trong khu biệt thự. Làm người trong ban quản lý tòa nhà, tất nhiên anh ta phải theo bản năng đứng về phía bọn họ, còn Lý Vân và Lý Giai Giao, bọn họ chỉ là hai người nhà quê mà thôi, cả hai người đều không phải là chủ hộ trong tiểu khu, đương nhiên anh ta sẽ phất lờ rồi. Tôi bồi thường cái rắm, đúng lúc này, ở phía cửa, bỗng vang lên giọng nói hơi giận dữ của Lê Văn Vân. Trong quá trình đi tới đây, anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hai bên, nên vô cùng tức giận. chương 638 cảnh tượng lúc trước nhất thời bị đảo ngược. Lê Văn Vân bỗng quay đầu nhìn anh ta hỏi, thì sao? ai sống trong khu biệt thự mới là chủ hộ còn người nào sống ở căn nhà lớn thì không phải chủ hộ đúng không sắc mặt người trong ban quản lý tòa nhà hơi thay đổi anh ta cau mày hỏi tại sao anh lại vô lý như vậy tôi vô lý ư lê văn vân nhìn anh ta hỏi ngược lại từ đầu đến cuối mấy người có nói lý lẽ hay không mấy người đều biết là do con chó cắn người trước sau đó bị đá chết thế mà mấy người lại bảo bạn tôi phải bồi thường tiền tôi bồi thường cái rắm sao nào Người nào có tiền thì người đó được làm bố anh à. Nếu không thì bây giờ anh hãy gọi tôi là bố đi, rồi tôi sẽ cho anh 100 vạn được không? Anh, sắc mặt của giám đốc quản lý tòa nhà nhất thời thay đổi khi nghe Lê Văn Vân nói thế. Lê Văn Vân lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó đi tới trước mặt Lý Giai Giao khẽ hỏi, sao rồi, em bị cắn ở đâu? Lý Giai Giao lắc đầu đáp, không có gì to tát đâu ạ, à, chỉ bị cắn rách quần áo với cách thắt lưng thôi ạ, à, chứ em không bị thương gì anh cũng nghe thấy rồi đấy. Đúng lúc này, Phó Vũ San gào lên, cô ta không hề bị thương, nhưng cục cưng của tôi lại bị ông ta đã chết. Đồng thời, người đàn ông trung niên kia bước tới nói, cậu này, chúng tôi là người nói lý lẽ, để tôi tự giới thiệu. Tôi là giám đốc của văn phòng luật quyền hành, vu giật. Chắc cậu cũng nghe qua về văn phòng luật quyền hành rồi đúng không? Khách hàng của chúng tôi đều là một số gia tộc lớn ở Yên Kinh, ví dụ như tập đoàn phong vân của nhà họ Quách, sản nghiệp của nhà họ Hoàng và nhà họ Vương, bọn họ đều mời chúng tôi tới làm cố vấn pháp lý cho bọn họ. Về phần tôi, tôi là luật sư giỏi nhất ở Yên Kinh, nên cậu bạn này, cậu có đe dọa chúng tôi cũng vô ích thôi, tôi đã nói rất rõ với cậu rồi, cậu phải bỏ ra 100 vạn này, bằng không đợi tôi thật sự đưa ra tòa rồi, có lẽ cậu sẽ phải bồi thường nhiều hơn đấy, vu giật nhìn Lê Văn Vân cười híp mắt nói. Nghe ông ta nói như thế, giám đốc ban quản lý tòa nhà liền nói, anh nhìn xem, nhân sĩ tinh anh này nói chuyện khác hẳn. Sứt lời, anh ta lại nhìn Lê Văn Vân nói, đây là lý do tại sao người khác có thể sống trong biệt thự, nhưng anh thì chỉ có thể sống trong căn nhà lớn. Hình như Phó Vũ San đứng bên cạnh ông ta cũng có chút tự tin, cô ta hờ hững nói, hơn nữa, tôi nói mạng của cún cưng nhà tôi quý giá hơn bọn họ thì có làm sao? Tôi nói sai chỗ nào cơ chứ, vừa nhìn là biết bọn họ là đồ nhà quê, còn cún cưng của tôi tiền tiêu hàng tháng đều là mấy vạn, anh hiểu chưa? Lê Văn Vân liếm môi, rồi nhìn về phía Lý Giai Giao nói, Giai Giao, em có mang theo tấm thẻ mà anh đã tặng cho em không? Lý Giai Giao gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy tấm thẻ từ trong túi ra. chương 639 rõ ràng không phải người phụ nữ ở trước mặt. Không ai có thể ngờ tới kết quả này, Phó Vũ San vô cùng hung hăng, diễu võ dương oai lúc trước, nhưng bây giờ lại nhất thời mất hết khí thế. Phạm Nhược Tuyết đi tới bên cạnh Lý Giai Giao, cả quá trình cô đều không nói một lời, như thể đang đợi Lê Văn Vân sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Phó Vũ San nhìn thấy Lý Giai Giao lấy ra tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, thì cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Một đứa con gái nhà quê, ăn mặc tầm thường, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp ra thì chẳng có gì cả, nhưng lại nắm giữ thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Chuyện này sao có thể? Tất nhiên, điều khiến cô ta ngạc nhiên hơn là lời nói của Lê Văn Vân, tấm thẻ này là do lê văn vân tặng cho lý giai giao rốt cuộc anh ta có lại lịch gì mà thẻ kim cương của ngân hàng tân hải nói muốn tặng là tặng vu giật đứng bên cạnh cô ta cũng nhíu chặt mày không phải là vì mấy câu nói của lê văn vân từ việc lê văn vân có thể lấy thẻ kim cương của ngân hàng tân hải ra thì vu giật đã biết thân phận của lê văn vân không hề tầm thường còn lời uy hiếp của lê văn vân thì ông ta hoàn toàn không để trong lòng Lê Văn Vân có thể khống chế mấy hào môn thế gia như vậy ư? Ông ta cảm thấy rõ ràng câu trả lời là phủ định. Ông ta nhìn Lê Văn Vân nói, cậu bạn này, cậu đừng nói như thế. Là bạn của cậu đã đá chết con chó của nhà chúng tôi, nên cậu phải chịu trách nhiệm mới đúng. Lúc này người trong ban quản lý tòa nhà ở bên cạnh cũng giữ im lặng. sau khi nghe vu giật nói thế, giám đốc ban quản lý tòa nhà mới vội vàng lên tiếng, đúng đó, anh Vân, chúng ta cứ làm theo cách bình thường là được, anh đừng nóng giận nữa. Chuyện này đâu đáng để anh phải nóng giận." Lê Văn Vân bỗng quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. "Tại sao lúc nãy anh không nói như thế? Tại sao lúc bọn họ yêu cầu bồi thường 100 vạn anh không lên tiếng khuyên giải đi? Mắt anh mọc ra để trang trí à?" Lê Văn Vân hỏi, "Sao anh không ra ngoài làm người ba phải luôn đi? Sao thế, liếm người có tiền thoải mái hơn à?" Sắc mặt giám đốc ban quản lý tòa nhà giận dữ nhưng không dám trả lời lại anh lê văn vân lạnh nhạt nhìn anh ta nói anh gọi người phụ trách công việc bên các anh tới đây rồi nói thẳng với người đó rằng tôi phải mua nhà gì để sa thải tên khốn này đi đúng vậy anh rất khó chịu mà điều khiến anh khó chịu nhất là người của công ty quản lý tòa nhà này lúc nãy người trong công ty quản lý tòa nhà hoàn toàn không đóng vai trò hòa giải gì cả mà để mặc cho phó vũ san diễu võ dương oai Hình như vu giật cũng cảm thấy Lê Văn Vân không phải là người dễ chọc, ông ta là một luật sư, rất biết quan sát sắc mặt của người khác, kể từ khi Lê Văn Vân bước vào cho đến khi anh ném thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải ra, đã đủ chứng tỏ rồi, ông ta biết chọc phải người như vậy hoàn toàn không có ích lợi gì đối với mình. Hơn nữa Lê Văn Vân lấy thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải ra đã đủ chứng minh 100 vạn hoàn toàn không phải là vấn đề to tát đối với anh, bây giờ anh giận dữ như vậy chỉ bởi vì anh đang khó chịu mà thôi chương 640 thậm chí hơn một nửa. Đọc được thông tin này, trên mặt Lê Văn Vân liền nở nụ cười nham hiểm, anh ngẩng đầu lên nhìn vu giật và phó vũ San nói, chật chật chật, thảo nào hai người chẳng hề nói lý lẽ, hóa ra là đang bao nuôi người tình. Lê Văn Vân vừa dứt lời, sắc mặt của vu giật và phó vũ san đều hơi thay đổi. Lúc này người trong ban quản lý tòa nhà cũng bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ. Sắc mặt vu giật hơi u ám, ông ta không ngờ rằng Lê Văn Vân lại biết được thông tin này. Quả thật, ông ta cũng được xem là người nổi tiếng, sau khi nhắc tên của mình ra, nếu cha Baidu thì có thể tìm thấy tên của ông ta. Nhưng ông ta không ngờ rằng trong hoàn cảnh thế này, khi hai bên đang oán trách lẫn nhau, mà vẫn có người cha Baidu. Sắc mặt ông ta u ám, sau đó ông ta thở dài, kéo Phó Vũ San nói, San San, em đừng nói nữa. Phó Vũ San cũng cảm thấy hình như mình bị ai đó túm lấy bím tóc, quả thật nếu nói ra mấy chuyện được bao nuôi này thì cũng không được dễ nghe cho lắm. Cậu Vân, tôi biết cậu có chút năng lực, dù sao thì cậu cũng sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, tôi cũng có mối quan hệ khá tốt với người trong ngân hàng Tân Hải, kể cả ông cụ Hoàng. Mọi người đều là người giữ thể diện mà, hay là thế này đi, chúng ta không truy cứu chuyện này. Tôi cũng hy vọng cậu đừng rêu rao chuyện của tôi và Vũ San ra bên ngoài, Vu giật thở dài nói. Ông ta vẫn lựa chọn cách nhận thua. Lê Văn Vân mỉm cười nói với ông ta, không, bây giờ hai người hãy thành thật xin lỗi bạn của tôi đi. Vu giật và Phó Vũ San ngẩn người trong giây lát, Phó Vũ San gần như theo bản năng nói, xin lỗi ư. Anh bảo tôi đi xin lỗi hai đồ nhà quê này ư, anh có bị điện không vậy? Nghe thấy cô ta luôn miệng nói đồ nhà quê, Lê Văn Vân liền cười chế giễu. cô nghĩ một đứa con gái phẫu thuật thẩm mỹ được bao nuôi như cô thì cao quý đến đâu. Vu giật cao mày nói, cậu Vân, chúng tôi đã không so đo với cậu nữa rồi, tại sao cậu cứ nhất định phải làm như vậy? Mọi người không thể nhường nhịn một chút hay sao? Chúng tôi không làm gì sai thì tại sao phải nhường nhịn? Lê Văn Vận hờ hững nói, ông tưởng những gì tôi mới nói chỉ là lời nói đùa thôi sao? Phu giật diễu cợt, quả thật tôi đã đánh giá thấp các cậu, khi cậu đang sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải. Nhưng mạng lưới giao thiệp của tôi ở Yên Kinh không phải là thứ mà cậu có thể tưởng tượng được, nếu thật sự trở mặt thì mọi người đều không có lợi, cậu bảo mấy nhà quyền thế kia không hợp tác với tôi là bọn họ sẽ không hợp tác à. Mối quan hệ giữa tôi và bọn họ không chỉ là hợp tác, mà còn là bạn bè riêng tư nữa. Lê Văn Vân chẳng muốn nói nhảm với ông ta, mà dứt khoát lấy điện thoại ra, rồi lần lượt gọi cho Quách Khải Thụy, Hoàng Tông Thực và Vương Húc. Anh cũng chẳng muốn nhiều lời với bọn họ. Sau khi Lê Văn Vân cúp máy, trên mặt phu giật vẫn còn mỉm cười ông ta không tin mấy nhà quyền thế này sẽ tình nguyện nghe theo lời Lê Văn Vân, hơn nữa ông ta cũng tin vào khả năng đối nhân xử thế của mình. Trên thực tế, đối với mấy hào môn thế gia này, việc lựa chọn cố vấn pháp lý cho bọn họ chỉ đơn giản là dựa vào danh tiếng mà thôi, bởi vì vu giật cũng khá nổi tiếng, cho nên bọn họ đã chọn ông ta, nếu bọn họ muốn đổi sang văn phòng luật khác thì đó cũng là chuyện vô cùng đơn giản đối với bọn họ. Sau khi Lê Văn Vân cúp máy, điện thoại của vu giật đã nhanh chóng đổ chuông, người đầu tiên gọi tới là Hoàng Tông Thực. Nhìn thấy cái tên này, trên mặt vu giật nhất thời hiện ra tia bất an, sau khi cuộc gọi được kết nối, tâm trạng ông ta đã nhanh chóng rơi xuống đáy vực. vu giật, chuyện hợp tác giữa ngân hàng Tân Hải chúng tôi và văn phòng luật của cậu sẽ chấm dứt tại đây, giọng của Hoàng Tông Thực nổ vang bên tai ông ta. Ông cụ Hoàng, ông, vụ giật gấp gáp định giải thích chuyện gì đó. Audio điện tử võ tấn bền